sắp được về nhà rồi nha bạn. Cầu mong cho những người có lương tâm đừng hại tê tê nữa, vì loài vật đáng yêu này đang tuyệt chủng ở Việt Nam. Hết tê giác, bây giờ lại tới tê tê. Tê Un cũng không thể khoanh tay đứng nhìn được nữa. Nào các bạn hãy cùng Tê Un trở thành người cá bảo vệ động vật nhé. Tê Un bỏ làm tiên cá cũng vì các bạn đấy. Bởi thiên nhiên và động vật không thể cứu, thì một mình làm tiên cá biết tất cả cũng chả để làm gì. Những người bạn đồng hành cùng Tê Un trong công tác bảo vệ tê tê, họ vẫn đang nỗ lực từng ngày để cứu các loài vật. Trong năm 2018 này, tôi phải tham gia cùng họ đi thật nhiều nơi để cứu động vật. Và chỉ có thành người cá bạn mới có nhiều sức khỏe và trí tuệ để làm những công việc vất vả này. Các bạn thấy đó, mặc dù là ban đêm nhưng mà không ai được ngủ, phải băng rừng lội suối đi thả tê tê. Nếu mà thả buổi sáng là thế nào cũng bị săn chậm bắt, bởi vì buổi sáng loài vật này ngủ, chỉ có ban đêm mới thức thôi. Nhìn kỹ các bạn sẽ thấy bé tê tê được thả cảm động đến nỗi ứa nước mắt. Chỉ cần như vậy thôi là các bạn hiểu vạn vật trên thế gian này đều hữu tình. Chỉ vì mê muội ích kỷ mà bạn làm hại động vật một cách dã man cũng không biết. Bệnh tật sinh ra là do ô nhiễm môi trường, là do những hoạt động tiêu cực của con người. Vậy mà bạn lại nghĩ ăn thịt tê tê có thể chữa bệnh cho mình sao? Thật là điều phi lý. Con vật sinh ra để đóng vai trò cân bằng hệ sinh thái, còn con người sinh ra để bảo vệ động vật. Nhưng mà các bạn không đủ sức khỏe và trí tuệ để làm được việc đó, nên Tê Un mới hướng các bạn trở thành người cá. Tê Un cứu động vật nhiều, đến bây giờ con muỗi cũng không muốn cắn nữa. Người ta nói cứu vật vật trả ơn là như vậy đó. Thả bé tê tê về rừng là bé sẽ giúp cho cánh rừng này trở nên xanh tươi phát triển. Còn cứu nhân nhưng trả oán cũng thiệt là đúng. Con người chỉ toàn muốn hủy hoại và tham lam. Tê Un đi dạy bơi người thường thành người cá vất vả, chả vì lợi ích gì cho cá nhân, mà có người còn phỉ báng muốn hãm hại Tê Un. Nhiều bạn trẻ thì khinh thường Tê Un vì thích ủng hộ những kênh YouTube chỉ cách chơi những trò bậy bạ ở trên mạng hơn. Thiệt là đáng buồn cho thiên nhiên, động vật Việt Nam vì có một thế hệ trẻ đang lầm đường lạc lối. Dẫu biết các bạn không thích Tê Un, nhưng vẫn sẽ cố gắng chống lại những thứ tiêu cực và quyết tâm bảo vệ động vật đến hơi thở cuối cùng. Xin hãy cứu Tê Tê và ủng hộ quỹ bảo vệ động vật hoang dã của South Vietnam Wildlife. Họ là những vị anh hùng lặng lẽ đang bảo vệ loài tê tê Việt Nam. Còn bạn hãy cùng Tê Un trở thành đại sứ bảo vệ tê tê nha.